Bà Phạm Thị Huân, hay còn gọi là Ba Huân, sinh năm 1954, là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Huân. Bà được nhiều người ngưỡng mộ gọi là nữ hoàng hột vịt. Phạm Thị Huân bỏ học từ năm lớp 5. Năm 14 tuổi, bà theo mẹ tập tành bán trứng gia cầm. Đến năm 16 tuổi thì bà chính thức được mẹ tin tưởng giao cho nghiệp kinh doanh gia truyền này. Ban đầu, bà đi khắp ấp này đến ấp kia mua lại trứng của người dân rồi sau đó mang ra chợ bán. Dần dần nhu cầu ngày càng lớn thì đi qua các tỉnh khác như Tiền Giang, Đồng Tháp. Sau dần, bà mua trứng rồi vận chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để phân phối. Tuy nhiên, đến cuối những năm 1970, chính sách mới không cho tiểu thương trong tỉnh mang hàng ra ngoài tỉnh bán đã khiến bà phải tạm ngừng kinh doanh. Năm 1982, bà lập vợ trứng gia cầm và lấy tên là Ba Huân. Sau khi thành lập vợ thu mua và phân phối trứng gia cầm, tích cóp được một số vốn, bà Ba Huân đã có một quyết định táo bạo, đó là chuyển thành cơ sở doanh nghiệp vào năm 2000. Đến năm 2001, sản phẩm gia cầm và doanh nghiệp trứng gia cầm Ba Huân đã trở thành cái tên không còn xa lạ với người tiêu dùng thị trường trong nước và thậm chí cả thị trường Hồng Kông, Singapore và Malaysia. Dịch cúm gia cầm H5N1 xuất hiện vào năm 2003 cùng với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đã ảnh hưởng lớn đến công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Huân, khiến công ty đứng trước bờ vực phá sản. Trước tình hình đó, bà Ba Huân đã chấp nhận bán gia sản, vay mượn để học tập công nghệ nước ngoài. Việc đầu tư công nghệ đã vực dậy công ty, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thâm nhập vào các siêu thị lớn và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân. Bà Phạm Thị Huân đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như huân chương lao động hạng nhì vào năm 2010, bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng lao động vào năm 2020. Năm 2012, bà nhận được giải thưởng 100 người phụ nữ nổi bật do The International Alliance for Women bình chọn. Năm 2017, bà là một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.